Vâng, kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, thì bây giờ cũng đã 8 giờ tối rồi. Thì những người hàng xóm cũng như là anh em thì cũng đã chuẩn bị những cái bình đấy cô chú anh chị. Thì cái đường đi vào nhà thì anh em đi vào đây để chờ cái thi thể của em Diễm về đó cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ thì thằng Trung cũng đang đi vào nhà. Thì cái đường nó tối thui tối mò, mà đường thì cả nhà mưa là giờ nó trơn trượt đó cô chú anh chị. Thì phía sau đây thì bà con lối xóm cũng đang tập trung về ngôi nhà của ông nội để chờ thi thể của em về để chia buồn cùng với gia đình. Thì thành Trung xin mời cô chú anh chị chúng ta đi vào nhà để xem là bên phía gia đình đã chuẩn bị đầy đủ cái thủ tục để đón em về chưa nha cô chú anh chị. Thì đặc biệt ở cái ngôi nhà của ông nội ấy, thì đến bây giờ cũng chưa có điện đóm gì cả cô chú anh chị. Thì chúng ta đã có điện từ năm 90 là đã có điện rồi, nhưng mà ở đây á thì năm 2022 rồi. Đấy, thì cái thời đại 4.0 5.0 rồi cô chú anh chị, mà cái gia đình của ông nội ấy, là cũng chưa có điện để xài. Cũng vì cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì ba mẹ của bé Diễm thì cũng mới đưa cả gia đình lên Bình Dương để sinh sống lập nghiệp từ lúc mà bé Diễm mới có 8 tuổi thôi cô chú anh chị. Đó. Đến nay thì bé cũng đã 16 tuổi. Thì bé mới vào quán karaoke làm được 3 ngày thôi là đã xảy ra cái hỏa hoạn đó cô chú anh chị. Đó là cái mà xui rủi mà không ai mong muốn. Nhưng mà cái nỗi buồn lớn nhất mà Thành Trung đã chia sẻ cho tất cả quý cô chú anh chị, đó là khi mà bé gặp nạn như vậy mà về nhà thì không có nhà để về, phải mượn cái trái của ông chú để tẩm liệm em. Ô chào các bác đi đâu thế nhỉ? Mỗi người xách một cái bình như sao vậy? Dạ, không có điện chú ơi. Đây, tối quá. Khổ đó. Rồi xách, xách bình đây các bác này. Đó. Thì các bác cũng đang mỗi người xách một cái bình tới để cung cấp cái ánh sáng để chờ đón thi thể của em đấy cô chú anh chị. Đó, giờ là cũng rất đông người đã tập trung tới đây. Đó. Thì con người chúng ta thì cái lúc khỏe mạnh đó cô chú anh chị thì mỗi người là đi mỗi phương để làm ăn kiếm tiền để lo cái cuộc sống gia đình. Thì cái lúc mà gặp những cái chuyện không may như thế này á thì cũng cần đến cái tình cảm của bà con lối xóm, nhà nó ấm cúng như thế này thì như vậy mới biết được là gia đình của bé Diễm ở đây là sống với bà con lối xóm cũng rất có tình cảm nha cô chú anh chị. Bữa nay thương lượng Diễm chứ sợ mưa chiều trời kéo lại, tôi nói biết cấm mưa nó bảy lầy nữa. Dạ. Tôi sợ quá cái này. Toàn bộ khung cảnh hình ảnh bằng đêm, có thể dễ nhìn thấy được. Đã biết là mấy giờ em về tới nhà không hả chú? Còn chắc nửa tiếng nữa chạy về tới đây rồi. Hút cầu Cần Thơ cũng xa rồi. Nửa tiếng nữa là về tới. Là về về tới cầu Cần Thơ rồi ha. Hút rồi, hút qua cầu Cần Thơ hút rồi. Giờ là 8 giờ hả? Giờ là hơn 8 giờ rồi thì chắc là tầm khoảng cỡ
9 giờ là về đến đây đó. 9 giờ thiếu, 9 giờ. Thì gia đình với hàng xóm cũng tập trung về đây nhiều quá rồi nè. Đi thì ta thấy ta đi vào phía bên trong này. Ta vô trong ngồi uống nước nghỉ chân chút. Dạ. Vâng, thì Thành Trung xin mời tất cả quý cô chú anh chị chúng ta đi vào phía bên trong nhé, để chứng kiến những cái tình cảm đầy tình người mà bà con lối xóm đã dành cho bé Diễm nha cô chú anh chị. Em về. Thì bên phía gia đình cũng đang chuẩn bị cái bữa tiệc. Đây cô chú anh chị, thì đúng là thực sự trong cái cuộc sống thì quan trọng nhất là cái lúc này đó cô chú anh chị. Tuy rằng là ở một cái nơi hẻo lánh, nói chung là rất xa cái đường lộ, chỉ có một mình nhà của ông nội của bé Diễm ở ngoài cái khu đồng này thôi. Tuy rằng không có điện, có đóm, nhưng mà bà con hàng xóm mỗi người xách một cái bình tới để mà có những cái ánh sáng để phục vụ cho cái lễ tang của bé Diễm đó cô chú anh chị. Thì chắc có lẽ là đến bây giờ thì gia đình cũng đã chuẩn bị xong cái thủ tục để mà đón em rồi đó cô chú anh chị. Đó, thì cũng có rất nhiều coi như bà con làng xóm cũng như là anh em đã đến đây để mà chờ đón cái thi thể của em cô chú anh chị. Thì những người mà tới đây thì ai cũng rất nóng lòng chờ đợi. À, thì này làm gì lắm, cũng khá là đông. Đây rồi đâu? Ngoài đây cô chú anh chị thì nó rất tối, mà di chuyển cái thi thể của em đi theo cái đường ruộng này thì nó rất là vất vả cô chú anh chị. Đi vô nè. Con tổng chờ 15.000 người xem nha. Mẹ bánh nè. Nè mẹ nói nghe nè, con Lì là ngày mai đem kêu dì Sáu lên rước về dưới đó. Đi vô. Đó, cô chú anh chị thì tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa là bé về tới nhà. Thì rất nhiều những cô chú anh chị ở đây là đang chờ đợi. Đó. Phải là cái tình nghĩa ha, anh Tám. Đời của người anh em mình có bao nhiêu quyết định gì thôi, sao nữa mà chụp hình tôi chi trời, tôi có giết ai đâu. Bây giờ cái tình thương mình phải có người anh em mình đại diện nhưng trong gia đình cái phận sự tỉnh tuồng á, phải giúp đỡ, ngồi mời anh em khách, anh em nào bất cứ nơi mời dùng nước là lấy chia buồn của gia đình của anh em tôi. Tôi đây là thật sự chú ở đâu, tôi là một người anh nó thứ tư. Tự là tên Tư Đực, nhưng hoàn cảnh em út tôi vậy tôi không biết nói gì, mà nhờ anh em Phương, anh em đây là dòng họ không à, đây là chú bác cô cậu. Là coi như chú bác cô cậu không á. Không có người dân nào hết.
Còn đây thì nhờ mấy anh em tôi để giúp đỡ lẫn nhau để coi đón chờ khách. Dạ. Để lại mời vô dùng cái ly nước kia buồn với em út tôi với một gia đình cảnh khổ thôi. Dạ. Rồi nhờ mấy chú để vô đây là nhà báo phải không? Dạ. Này để đưa báo tin lại tất cả không ai bỏ ai được. Dạ. Thì đứa cháu này nó ngoan hiền chứ không phải mà nó đi những cái du dơ tất cả hết. Dạ. Vì tuổi nó bé trẻ quá mà nó khôn ngoan, trong cốt bầy con cháu nó khôn nhất. À. Là nó bất tử ai cũng đau khổ hết. Là đây là dòng họ tôi chưa có người dân người nào hết. Chú bác cô cậu không chứ chưa có người ngoài hết. À. Là nó còn vậy đó, còn người ngoài đó cũng chưa có ai, đây là dòng họ ruột không đó mà ly biệt thương con cháu cỡ đó. Bởi vì nó ngoan hiền lắm mà nó khôn, hồi nhỏ nó khôn, nó từ bứng một cái cây làm má tôi mắc đó, là nó bứng từ cái cây mù giờ là cái gì nó đem vô trồng. Chú ly biệt rồi à. Hoàn cảnh nghèo quá, đi mần ăn rồi nó mới học có lớp 2 thôi chú ạ. À. Dạ. Nó chưa có học được khôn. Rồi bị cha nó nghèo quá thì bắt đi làm, con nó chết một thằng trẻ không. Rồi ly biệt đi mần ăn lỗ lã rồi không có suy nghĩ, nhà bỏ. Rồi dạ. Con nó học với ông nội sao được, ở với chú xím sao được, mới bỏ đi hết. Hết mới trở thành người có 16 chưa qua 17 mà mất rồi. Dạ. Mà nó vô nó mà công ty này chỉ có 2 ngày 3 ngày thôi. Đau chưa từng thấy. Dạ, nói chung là rất xót xa chú ha. Tại tôi chết còn chưa có vui bằng nó chết. Dạ. Tại tôi chết, má tôi mất khen. Mà tôi không đau bằng cái này. Tôi không có đau bằng gì mà tôi nói chuyện, mà nói chuyện tôi nó không được là nó ngạn ngược của tôi. Cái bi biệt của tôi là tôi nghĩ tôi nói thẳng thôi, dễ tỉ với bất cứ. Như cháu tôi vậy mà có người nào ám hại chết như vậy, chắc nội ra nó nhai từ miếng thịt không đủ. Dạ. Mà nó dậy hoàn cảnh mới bó tay chịu. Nhờ anh em báo về cấp nào để ủng hộ những người sống. Dạ. Như cha nó con mất. Cha mất mà còn tất cả con người mà bi bị gì con. Dạ. Về đây là nghỉ mặn rồi đó, tôi biết nó phải về rồi đó. Một đứa kia nó chết trôi chết nổi, và đứa này nó chết cháy. Còn cái tư tưởng theo mình đâu còn cái khả năng mà ăn đâu. Dạ. Bây giờ về quê nhờ cái ủng hộ từ cái chỗ hảo tâm. Dạ, dạ. Như nhà báo lên tất cả cái quê hương để giúp đỡ lên trận nhân em tôi. Vừa hy sinh con, nó đỡ buồn cái long trọng đời sống qua ngày. Thì tôi mang lên tất cả. Còn danh chạy để làm những cái đại khái như vậy cũng mượn cái tôi dở chung dịch tôi bỏ đem che cho. Dạ. Con cháu thì nói chung là nó em nó còn quá trẻ quá nhỏ đau lắm. Dạ. Nếu hoàn cảnh nửa đứa con vậy đau lắm, phải mà nó lớn lên mình nói nó không nghe, nó bi biệt nó đi thì mình không buồn bước mấy. Dạ. Nếu quá bé thơ nó chỉ nó ham tiền dùng ở không, không có mặn gì làm để giúp cho cha mẹ nghèo. Dạ. Rồi cha nó bệnh thì này nó cũng phải vì con mà. Dạ. Mà đau chưa từng thấy hồi nào giờ. Tôi năm nay là chú biết tôi là năm nay là 65 tuổi đời, tôi đau chưa từng thấy cái chuyện này của tôi. Dạ. Mà nhờ em út mình để nhờ hợp tâm những tất cả bốn phương để giúp đỡ cho anh em tôi được cái long trọng để phi tán con nó, rồi được một số nào đó nó được cái đời sống nó. Dạ. Một thì mất con mà được cái đời sống để nó thân thả nó quên đi tất cả. Dạ. Chứ bây giờ nó hai cái ly biệt nó buồn lắm. Dạ. Rồi làm quá thì nó ngạn ngào, nó phải đứt nữa phải phi tan nữa. Nhưng mình còn sống, mình cứu người sống. Dạ. Mình đừng có bỏ nó, một người chết thì để nằm nó yên, mình phải cứu lên. Dạ. Nó mới tiến lên được, nó bỏ qua. Tôi cũng mang ơn tất cả. Dạ. Một cái nhà nước hảo tâm, vừa anh em mình nhà báo để báo đăng lên để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn một cái nông dân của mình. Dạ. Người Việt Nam chúng ta là không bao giờ ai muốn khổ. Dạ. Dạ. Nhưng lỡ bất tử nó phải chịu. Ê Thế ơi, còn mình đủ bình không em? Thì quan trọng nhất là cái lúc mà nhà mà có cái chuyện buồn như thế này mà anh em tập trung đông đủ đến thì cái không, đó một là ngày cái, nay là không có ai mà ngủ yên hết. Cái tình cảm là cái lớn nhất chỗ. Không. Dạ. Ai ngủ yên hết mà. Đi hoàn cảnh cái bê biệt này không ai ngủ yên. Dạ. Tất cả một cái dình bỏ, tôi bỏ luôn dịch gà tôi bỏ ngoài bụng luôn. Tôi lùi về tôi còn bỏ mãi. Dạ. Là tôi nghĩ mình làm quá đi cũng phải mất tất cả hết. Dạ. Thì con cũng cảm ơn chú. Thì nói chung là
những anh em đến đây để ghi hình chia sẻ cái nỗi buồn. Thứ nhất là chia buồn với gia đình. Chú không tin tôi, chú lại đi tính luôn nguyên dòng họ không, chưa có người dân một ngày. Đây là bên đây còn đàn anh nữa ha, trên 50 người. Bỏ nghỉ bằng việc hết á, nghỉ làm mướn mà nghỉ về hết, mà đang về chú thấy bi biệt lắm. Đau khổ. Chứ không phải mà nhưng đấy là con này nó làm vậy là nó quỷ bỏ đó. Đây là dòng họ ruột không. Rồi mấy đàn anh của nó nguyên một bầy mà ở Sài Gòn nó trên 40 người đó. Con tôi 7 thằng nó về chưa được 3 nữa đó. Đang về hết chân còn bỏ. Con tôi là anh em là nghe tin là coi như tập trung bỏ bằng hết luôn để về chia buồn với đưa tiền. Trời ơi, đặng lấy cái cốt nó về để dòm một cái nhìn quan tài thôi. Nó đau khổ cái y biệt của nó đấy. Rồi nhưng bây giờ nó nghe tin nó chưa có gì. Ta là nghe hồi chiều giờ là đổ đang gầm gầm về. Nó từ ở Sóc Trăng này về nó chưa có đủ người đâu. Còn tùm lum tùm lại đó. Bởi vì trong nó là ngày hôm qua đã quyết định về mà không có. Ai cũng bỡ ngờ ngày hôm qua cũng nhắc nhà luôn. Giác này tôi trực chiến 24/24 tôi người anh mà. Rồi bây giờ là đây nó thiệt, nó đau khổ ly biệt luôn. Không có còn cái lời nào mà nói. Thì con cũng cảm ơn chú đã chia sẻ. Thì mong sao á, những cái thước phim của anh em đến đây chia sẻ cái hoàn cảnh của bé Diễm thì cũng sẽ có những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân sẽ giúp đỡ gia đình cũng như là chia buồn cùng với gia đình của bé Diễm. Vâng, thì đó là những cái... Em đi vô qua đây với ai? Dạ thì đi với những anh em đó chú, con ở đây từ hồi sáng chiều, đó. Hồi chiều giờ có gặp rồi, mày mời chú vô ngồi dùng. Vâng, thì để đó rồi con vô sau. Chú vô trước đi nhé. Dạ vậy á. Dạ. Giúp đỡ cho anh em mình. Quyết định nhà báo cũng xin hảo tâm Mạnh Thường Quân để giúp đỡ một cái gia đình cảnh cổ. Em nấy một cái dây đường này mà nghèo quá còn chưa có tiếp vô được. Để đi bằng thê từ con. Em còn cha già đó, ông thấy đau khổ có vậy. Phải chịu cảnh khổ đau hả? Tại mình hoàn cảnh ai muốn vậy. Dạ đúng rồi thiệt. Mà nhưng phải mình phải chịu cảnh khổ đau mình. Mà nhờ cái hậu tâm với Mạnh Thường Quân, rồi nhà báo phải xin những cái đăng lên những cái nghèo khổ để giúp đỡ lẫn nhau con người thật tình hay là gian dối. Nhưng người mình nghèo mình nói nghèo, mình giàu mình nói giàu, còn mình nói giàu để về hả gì rồi đèn đỏ hết. Không biết là về cho đó chú. Chắc về đèn đỏ hết rồi kìa. Đèn đặt đi. Ui, đèn đi rồi kìa, về kìa. Đèn đậu kìa. Dạ thì để con đi ra ngoài đó nha chú. Không, để dạ. Đem vô, không sao, đang chú đi thì từ chú. Dạ. Về kìa, đang xe về rồi. Thì đó cô chú anh chị, thì không có một cái nỗi khổ nào mà bằng cái nỗi khổ mà mất đi người thân đó cô chú anh chị. Thì quan trọng nhất là cái tình người và tình người với nhau. Thì thấy cái tình cảm mà anh em gia đình của nhà bé Diễm thì cũng rất đoàn kết và rất thương bé Diễm. Bé Diễm là một bé rất ngoan, mà cũng chỉ vì cái sự nghèo khổ mà bé phải chịu cái mất mát như vậy đó cô chú anh chị. Thì Thành Trung cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi những cái đoạn video của anh em cũng như là của Thành Trung. Mong sao quý cô chú anh chị chia sẻ những cái đoạn video này có thể là giúp được gia đình vào cái lúc này nha cô chú anh chị. Thì Thành Trung cũng xin tạm dừng cái video ở đây. Hẹn tất cả cô chú anh chị vào những cái video sau của Thành Trung nhé.